Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel review trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một chiếc kính cận mình đang cầm trên tay đây. Cái này có mặt thì không có mặt đấy. Không có mặt. Tôi lấy mẹ của mình chụp được. Không có mặt. Mấy cái này hả? Anh Đức lại dùng không mặt à? Dùng mấy cái tâm bên tay. Nào nha, bây giờ cứ đây nè. Làm gì không phúc? Không gì. Không gì là tháng cũ. Tháng cũ. Cái chiếc kính cận này thì hai bên mắt của nó đều bằng nhau, độ cận bằng nhau. Đó chính là 1,75 độ nha. Đây, mọi người có thể thấy là cái phần gọng kính của nó trông rất là chắc chắn. Đây nha mọi người, một chiếc kính cận như thế này thì mọi người khi mà mọi người cắt kính cận ấy, thì chúng ta phải đến đi đo kiểm tra xem mắt của mình hiện tại tình trạng của mắt đang như thế nào, xem là cận bao nhiêu độ, sau đấy thì bác sĩ sẽ cho mình cái lời khuyên là nên cắt kính giảm độ hay tăng độ nha. Kiểu như nếu mà mọi người lần đầu mọi người đi cắt kính độ thì cái kính này nó sẽ giảm xuống một chút để chúng ta làm quen với cái phần kính cận trước. Kiểu như lúc trước thì là 2 độ, lần đầu tiên đi khám mắt sẽ là 2 độ, nhưng mà người ta đã cắt cho kính 1,75 độ để làm quen sẵn trước. Sau đấy sau một thời gian thì chúng ta sẽ đi đo lại và chúng ta cắt lại một chiếc kính khác. Còn phần gọng kính thì chúng ta có thể là tùy gọng mọi người có thể tùy chọn nha. Có rất là nhiều gọng kính khác nhau, chúng ta sẽ đeo thử xem là mặt mình hợp với cái gọng kính nào. Sau đấy chúng ta sẽ chọn gọng kính và cắt theo cái phần kính có sẵn. Thì cái gọng kính này thì nó cũng rất là nhiều, nó có cả màu vàng và màu bạc nữa. Ngoài ra có màu đen như thế này, màu đen là rất là phổ biến và rất là được nhiều người ưa chuộng. Đây, kính cận như thế này để giúp cho mọi người có thể nhìn rõ được mọi thứ, hoặc là nhìn rõ khi mà đi đường chẳng hạn. Chúng ta cần phải đeo kính vào chúng ta nhìn rõ được hơn đấy. Và mỗi lần cắt kính như thế này thì giá của nó sẽ khoảng tầm là từ 1,5 triệu đến 2 triệu, tùy thêm cái phần kính bên trong nó như thế nào. Có rất là nhiều cái phần mắt kính và giá của nó cũng khác nhau nha. Chất lượng nói chung là tùy vào chất lượng nên giá thành nó cũng sẽ khác nhau. Nói chung là đắt ở phần bên trong mắt kính, còn gọng kính thì nó sẽ rẻ hơn. Có
rất là nhiều, bây giờ có rất là nhiều loại mắt kính nó giúp bảo vệ ánh cái tia từ cái ánh sáng từ cái màn hình máy tính hoặc là màn hình điện thoại ấy, giúp bảo vệ mắt của mình. Những loại đấy thường nó sẽ đắt hơn, nó sẽ có giá khoảng tầm 2-3 triệu chẳng hạn. Nói chung là rất là nhiều loại, tùy cái tình hình kinh tế của chúng ta, chúng ta sẽ mua những cái kính nó phù hợp với giá tiền của túi tiền của mình ấy. Và nên đến những cái cơ sở khám mắt uy tín để khám và cắt kính, mọi người không nên nói chung là những cái cắt kính này thì nên đến những cái chỗ uy tín để làm, hoặc thậm chí có thể đến những cái và cái video review cho mọi người một chiếc mắt kính cận này của mình đã kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm và theo dõi hết video review về một chiếc kính cận ngày hôm nay của mình. Các bạn đừng quên ủng hộ kênh YouTube của mình bằng cách cho mình xin một like, một lượt share cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video review tiếp theo trên kênh YouTube của mình.